Alo, chào các bạn. Hôm nay sóng truyền hình trực tiếp live stream phát lúc 7 giờ sáng thứ bảy, chúng ta truyền đi khắp mọi miền đất nước và kể cả ra nước ngoài. Thế giới internet hôm nay rất là tuyệt vời. Ngồi ở nhà có thể chúng ta kết nối được mọi người ở khắp mọi nơi hết. Và bây giờ chúng ta cùng nhau giới thiệu về nhau để chúng ta biết nhau. Thứ nhất là giới thiệu mình làm công việc gì, ngành nghề gì, bạn đang ở đâu, khu vực nào, để mọi người cùng biết. Thứ nhất là bạn xem livestream, bạn nốt ra những cái bài học gì đó. Cái thứ hai là mọi người cùng biết về bạn, mình cũng biết về bạn, những bạn đang xem cũng biết về bạn. Tất cả mọi người chúng ta cùng nhau biết, cuộc sống là sự kết nối. Thiếu đi cái sự kết nối thì chúng ta thiếu đi ý nghĩa của cuộc sống. Và đặc biệt mà ai mà làm ăn kinh doanh thì lại cái sự kết nối mối quan hệ. Ví dụ ngày hôm nay một lần chúng ta gặp ở trên cái livestream này, rồi ngày mai gặp lần hai trên livestream, ngày ba gặp lần ba trên livestream thì tự nhiên chúng ta cảm giác chúng ta quen nhau đi. Rồi ngày nào đó chúng ta gặp ở ngoài kia, ở một cái hội thảo nào đó thì tự nhiên cái mối quan hệ nó càng ngày nó càng gắn kết nhau. Không ai tự nhiên mà gặp nhau cái xây dựng mối quan hệ với nhau. Nên là đặc biệt mà những bạn mà mới vừa biết mình cái lên cái inbox, thầy cho em biết cái bạn đó để em gì à, để em với bạn đó kết hợp với nhau. Mình mới trả lời rằng là có biết gì nhau đâu mà đòi kết hợp, mà đòi hợp tác. Quen nhau chưa chưa chắc đã quen được, đừng nói uống cà phê với nhau chưa uống được ngày nào đòi hợp tác, các bạn hiểu chưa? Nên là chúng ta cần phải có cái sự kết nối với nhau. Và tuyệt vời hơn nữa là nếu mà các bạn chia sẻ cái livestream này, like vào cái livestream, comment xuống livestream, chia sẻ cái livestream này đến về nhà các bạn để chúng ta gieo gặt những cái điều tốt đẹp đến với những người xung quanh của chúng ta thì điều đó rất là tuyệt vời. Chào bạn Lê Ngọc Thảo, chào bạn Huỳnh Thị Tâm. Bên kênh YouTube thì mình thấy các bạn chưa giới thiệu. Hôm nay mình nói về cái chủ đề là 10 cách để các bạn đảm bảo có một cái giấc ngủ ngon. Tại sao mình lại nói về chủ đề này? Bởi vì các bạn biết rằng là ngủ ngon nó tạo ra chúng ta có năng lượng tốt, và khi chúng ta có cái năng lượng tốt thì chúng ta nó như thế nào ạ? Anh cá sấu Haido, thầy cô có đi Campuchia không? Cái visa đi cái passport anh Haido, cái passport vừa rồi xin đi đi Hà Lan nên là họ đang giữ anh Haido, nên là không có passport để mà đi. Nếu có bắt bắt bo thì đã dọt rồi rồi đó, nên là để mình liên hệ hỏi lại với bên họ. Vừa rồi là có visa rồi nhưng mà họ cũng giữ để hỏi bên họ, nếu mà có sớm thì sẽ báo với anh rồi sẽ đi. Anh cá sấu hai đâu nha. Bây giờ mình lại nói tiếp, nếu mà chúng ta không không gì à không có cái giấc ngủ ngon, giấc ngủ khỏe thì làm sao sức khỏe chúng ta tốt, làm sao năng lượng chúng ta tràn đầy được để chúng ta làm ăn kinh doanh được, để chúng ta lao ra ngoài chúng ta làm được, làm sao chúng ta có nhiệt huyết để mỗi ngày chúng ta càng làm nhiều hơn được. Bạn thấy rất là vô lý đúng không? Rất là vô lý khi mà cứ lao ra ngoài, cứ lao ra làm mà không để ý tới sức khỏe của mình, cứ lao ra làm mà quên mất đi là phải chăm sóc bảo vệ. Nên là cái chủ đề hôm nay là mình nói về cái giấc ngủ, nghe nó bình thường như vậy nhưng nó là nền tảng, nó là cột mốc quan trọng để chúng ta tiến lên những cái bậc thang khác. Chúng ta ra ngoài mà đầu óc chúng ta minh mẫn hơn, cái con người ngủ ngủ là gì? Ngủ là cái cách chúng ta sạc đầy lại cái pin năng lượng của chúng ta. Sau một ngày chúng ta làm việc, thì các bạn biết là năng lượng của chúng ta nó như thế nào nó sẽ tụt xuống. Rồi như thế nào rồi khi chúng ta ngủ thì bắt đầu cái năng lượng nó được sạc lại cái mình nó đầy lên, và chúng ta làm việc nó tụt xuống cứ vậy. Nó là cái giấc ngủ ngon và đầy là cái cơ hội để cái bình pin của chúng ta nó sạc tràn đầy lại. Nó ý nghĩa vậy đó. Vậy thì hôm nay cái điều thứ nhất mình muốn nói đến các bạn, nếu các bạn có tập ghi vào hoặc là các bạn nốt lên trên cái mail luôn các bạn, thứ nhất đó là chim sẻ và cú mèo. Chim sẻ và cú mèo, điều thứ nhất mình nói đến các bạn là chim sẻ và cú mèo. Chim sẻ thì nó đi ngủ rất là sớm, khoảng 8 giờ rưỡi tối là chim sẻ nó đi ngủ rồi. Và nó như thế nào chào bạn Liêm Trần, chào bạn Liêm Trần. Chim sẻ nó ngủ rất là sớm,
Và nó cũng dậy sớm luôn, mới 4 rưỡi 5 giờ sáng bạn nghe cái con chim nó ríu 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 ríu, ríu. Nó kêu chích 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 chích, nhiều đó là con chim sẻ ngủ sớm dậy sớm. Con cú mèo con cú mèo thì các bạn khỏi nói rồi. Cái con cú mèo thì nó như thế nào nó thức khuya nửa đêm, thậm chí 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm nó còn lò mò nó đi thức. Nó ngủ khuya, nó dậy trễ. Các bạn thấy chưa, hai cái con đó. Vậy các bạn thích con chim sẻ hay con cú mèo hơn? Và các bạn thấy cái con nào nó năng lượng hơn? Cái con chim sẻ đúng không ạ? Vậy thì bạn như thế nào ạ? Cái sự khác biệt giữa người này người kia đó là chúng ta chọn cái giấc ngủ. Chọn cái giấc ngủ. Bạn chọn giấc ngủ như chim sẻ hay bạn chọn giấc ngủ như con cú mèo? Cái sự khác biệt ở đây là cái giờ chúng ta lên giường. Có người là 9-10 giờ tối đã lên giường, có người 10 giờ 11 giờ lên giường, có người bắt đầu 12 giờ 1 giờ đêm mới bắt đầu lên giường. Cái sự khác biệt của hai nhóm người đó đó là chọn sống cuộc đời chim sẻ hay cuộc đời cú mèo. Và các bạn biết cú mèo người ta hay như ví gì á, cú mèo thường đi ăn đêm. Và các bạn thấy những cái người mà họ thức khuya dậy sớm họ hay cáu gắt lắm, các bạn thấy không ạ? Đó là cái thứ nhất mà chúng mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp, là thứ nhất là chúng ta phải chọn cái cuộc đời chim sẻ và chúng ta phải dậy sớm. Chào bạn Võ Minh Hiếu, tuyệt vời em. Chúng ta cần phải dậy sớm. Cái thứ hai là chúng ta cần phải uống sữa. Ok rồi, chúng ta cần phải uống sữa. Nếu mà trong nhà bạn có sữa tươi tốt, không có sữa tươi thì chúng ta chuẩn bị cho mình sữa ông thọ, sữa Phương Nam. Cần phải uống sữa. Thì trong sữa người ta nói là trong sữa nó có cái chứa cái chất axit amin, có cái tác dụng đó, nó làm cho thần kinh chúng ta nó thoải mái. Ok chưa? Đó là lý do mà hồi xưa các bạn thấy chưa, ông bà ta hay uống một cái cốc sữa nóng trước khi ngủ. Và thật sự là hồi xưa khoa học chưa phát triển, nhưng ông bà chúng ta hiểu rất là chuẩn, rất là đúng. Ông bà của chúng ta rất rất là tuyệt vời. Ông bà chúng ta sống bằng cảm nghiệm thôi, nhưng mà làm điều này rất là chuẩn. Nên là một điều muốn gửi đến các bạn rằng là trong nhà chúng ta có sữa tươi thì tốt, mà không có sữa tươi thì cứ sữa ông thọ cũng được. Và trước khi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta uống một cái cốc sữa thôi, cũng không cần nhiều đâu, pha nóng uống. Thì cái thần kinh nó như thế nào? Nó dịu, nó nhẹ ra. Và nó cảm giác chúng ta thoải mái, chúng ta thư thả, đầu óc được thả ra. Và như vậy thì chúng ta sẽ ngủ được ngon hơn. Cái đó là điều thứ hai. Mình sáng nay mình livestream mình cũng nói nhanh thôi. Chào bạn Hải Phượng, chào bạn Ngô Trường Vĩnh. Ok. Chào bạn Bùi Đình Phúc. Tuyệt vời. Cái thứ ba là chúng ta tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng. Như bản thân mình thì sáng nào mình cũng dậy sớm, mình tập thể dục hết. Mình mới vừa tập thể dục xong nè, mình tắm rửa xong nè, rồi mình vào mình ngồi mình livestream cho các bạn nè. Chào bạn Vững. Chào bạn Hoàng Video. Ok Vĩnh. Các bạn cho tập thể dục sớm và chạy bộ, làm cái gì đó khoảng 30 phút cho nó toát mồ hôi ra. Sáng nay mình cũng đã toát mồ hôi rồi, rồi mình vào mình tắm rửa xong mình lên mình livestream cho các bạn, xong mình mới đi ăn sáng. Thì cái cơ thể chúng ta nó được hoạt động, nó được trao đổi chất, nó được như thế nào ạ? Nó thải những cái chất ra. Cái tập thể dục á, buổi sáng nó giúp cho năng lượng bạn cả một ngày tràn đầy, và buổi tối á, nó giúp cho bạn lại ngủ ngon hơn. Tuy nhiên lưu ý, chúng ta không, buổi tối mà các bạn vận động, các bạn tập thể dục nhiều thì chắc chắn các bạn không ngủ sớm được. Các bạn sẽ ngủ rất là khuya. Cái buổi tối là hạn chế vận động nhiều, vận động quá nhiều, bạn sẽ rất là khó ngủ. Tập thể dục buổi tối rất là khó ngủ, tập thể dục buổi sáng rất là tuyệt vời. Cái đó là điều thứ ba. Điều thứ tư
là trong phòng á, chúng ta cần để cái đèn mờ, đèn mờ hoặc là chúng ta tắt đèn luôn thì tốt. Nhưng mà thường thường một số bạn thì sợ tắt đèn đúng không? Nên là chúng ta để một cái đèn mờ, đèn rất là mờ, đèn mà nó cái độ sáng quá thì các bạn ngủ cũng không có ngon. Đèn vô cùng mờ, mình đó thì mình ngủ mình tắt hết đèn, mình tắt tối thui luôn, ngủ cho nó ngon, không để đèn luôn. Chào bạn Đức Hội, chào bạn Đinh Thị Lê Giang. Để cái giấc ngủ của chúng ta nó chen vào giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên có một số bạn do đặc thù của các bạn, bạn sợ tối thì tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bạn cần có một cái đèn mờ. Cái điều thứ năm là bạn cần làm gì ạ? Bạn không có uống cà phê buổi tối. Cà phê, khi mà bạn uống cà phê vào cái chất trong cái chất cà phê á, nó ở trong cơ thể bạn, nó nắm cái nó giữ nó lưu giữ trong cơ thể bạn tới mấy tiếng đồng hồ lận. Người ta tính là trung bình nó mất hết 4 tiếng đồng hồ lận nó mới thải ra hết. Nên nếu mà 6 giờ tối, 7 giờ tối mà bạn bật một cái ly cà phê một cái thì gần như 11, 12 giờ đêm bạn vẫn cũng có thể là bạn vẫn còn cứ tỉnh. Hạn chế uống cà phê, hạn chế gì hạn chế uống nước tăng lực, hạn chế uống trà sữa vào buổi tối. Bạn nào mà uống trà sữa không, cà phê nè, trà sữa nè, nước tăng lực nè, mà cái canh từ gì từ 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 7 8 9 giờ tối là gần như là hôm đó bạn thức khuya, bạn mất nguyên nguyên cái buổi tối đó, và cái đầu óc bạn nó mệt lắm. Đầu óc bạn rất là mệt. Nó làm cho bạn dạ đêm ai cũng ngủ, em thức kiếm tiền nhiều hơn thầy ơi, em cũng dậy sớm kiếm tiền tiếp theo. Thức kiếm tiền thì là sáng dậy sớm, làm sao nổi ăn đâu rồi. Nó là một ngày chúng ta phải ngủ đủ giấc. Mọi người nói một ngày ngủ đủ giấc là khoảng 7 tiếng đến 8 tiếng, nhưng mà các bạn có một chút ngủ trưa khoảng 15 30 phút thì tuyệt vời nữa. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa, điều thứ sáu là các bạn cần tắm. Trước khi buổi tối các bạn cần tắm, tắm với nước ấm á các bạn. Tắm với nước ấm. Mình thì thường thường buổi tối thì mình hay tắm, bởi vì phần lớn buổi tối là mình đứng đứng lớp về, mình đứng lớp về. Thì thường thường là 9-10 giờ tối. Và các bạn tắm với cái nước ấm, vừa đủ ấm hết mình. Nếu mà nhà bạn nào mà nhà có bồn thì ngâm bồn trong nước, ngâm mình trong bồn nước ấm nữa. Thì cái cơ thể của mình máu huyết nó được lưu thông á, nó được lưu thông á. Thì nó như thế nào cái cơ thể bạn nó thư thái, nó thoải mái ra, thì tối đó bạn có một cái giấc ngủ rất là ngon. Tại sao mình lại nói về cái chủ đề giấc ngủ? Hồi nãy mình đã nói rồi, cái giấc ngủ chính là cái cơ hội mà nó để cho con người chúng ta nó sung sức, nó tràn đầy năng lượng để gì để chúng ta có một ngày trọn vẹn, năng lượng tràn đầy để chúng ta như thế nào chúng ta ngủ ngon hơn. Rồi cái điều thứ bảy là bạn phải gì bạn phải dọn cho cái đầu óc của mình nó như thế nào nó trống trải, nó thoải mái. Đừng có để những cái ngổn ngang nó ở trên đầu nhiều thì nó như thế nào bạn cứ lo lắng nhiều thứ ở trong đầu thì chúng ta cũng khó ngủ. Thì nó có một cái giải pháp là có thể là các bạn ngồi thiền. Các bạn ngồi thiền, bạn nào mà chỉ cứ ngồi thiền thì nói đồ ngồi thiền đúng nghĩa thì cũng không cần đâu. Tức là bạn làm cho óc nó tĩnh tâm á, bạn chỉ cần ngồi khoảng 5 phút 10 phút, bạn để cho đầu óc nó trống rỗng. Mà trong cái ngôn ngữ thiền á, người ta gọi là cái ngôn ngữ là gì, để cho đầu óc nó trở nên như thế nào trở nên thanh tịnh, hoặc là một cái ngôn ngữ của thiền người ta gọi là để vô ngã. Để cho vô ngã tức là không còn bản ngã, không còn suy nghĩ, không còn con người mình tham gia vào. Mất khoảng 15-20 phút, hoặc là 10 phút cũng được, đầu óc nó thoải mái. Rồi tự nhiên bạn nằm xuống, tự nhiên bạn đi vào giấc ngủ, nó rất là lẹ, đầu óc rất là thoải mái. Cái điều thứ 8 thì
cái này chúng ta phải lưu ý, giường chiếu khăn đồ chúng ta nó sạch đó, ra nệm rồi chúng ta nó sạch sẽ, nó thoải mái á, thì nó giúp cho cái tinh tươm nó ngọt nó ngon á, thì tự nhiên nó giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Nếu mà các bạn mà giường chiếu đồ nó không được đẹp, nó không được thơm, thì tự nhiên cái giấc ngủ chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên là chúng ta rất cần cái đó. Cái điều thứ 9 là chúng ta cần gì nhớ là kiểm tra đóng cửa phòng, nhớ kiểm tra ổ điện rồi hết trước khi đi ngủ. Các bạn nhớ làm cái việc đó. Các bạn vô thành cái thói quen luôn, chứ đang nằm ngủ rồi nhớ là cái cửa chưa đóng là cũng mệt. Nên là trước khi làm việc đó là chúng ta đi một vòng. Đi một vòng như thế nào kiểm tra cửa nẻo phòng ốc hết. Chúng ta đảm bảo chúng ta đã cài rồi, chúng ta đã chốt rồi, mọi thứ ok rồi. Cái công việc nó đơn giản nhưng mà nó làm cho chúng ta ngủ ngon các bạn nó làm cho chúng ta an tâm vào giấc ngủ đó. Và cái điều thứ 10 là như thế nào là nếu được, nếu mà nhà mà an toàn thì chúng ta nên sử dụng khí trời. Nó cái nhà an toàn mà nơi không khí trong lành đó, thì nên chúng ta sử dụng khí trời, là bằng cách chúng ta mở các cái cửa sổ, gọi là cái cửa sổ mà cái chỗ mà không có ăn trộm leo vào được á. Bản thân mình thì mình ở trên một cái căn hộ ở trên cao tầng 24 lận, ở cái khu Thảo Điền quận 2 á, thì đặc biệt mà mình là ngủ trưa đồ này kia là mình mở những cái cửa sổ đó, nó thoáng, nó mát lắm, nó mát, nó rất là mát, không khí rất là trong lành, thì tự nhiên cái giấc ngủ của mình nó rất là tràn đầy và nó rất là tuyệt tuyệt vời. Vậy các bạn thấy cái chỗ ngủ nó quan trọng nó rất là quan trọng, giấc ngủ quan trọng nó vô cùng quan trọng. Và mình chia sẻ cái livestream này rất là nhanh, không một cái gì khác, mong muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp nó ý nghĩa thôi, là hãy bảo vệ giấc ngủ của mình. Cuộc đời con người của chúng ta, một ngày chúng ta có 24 tiếng thì hết 1/3 trong đó là chúng ta ngủ rồi, 1/3 là chúng ta ngủ rồi, và chỉ còn 2/3 lại là để chúng ta thức, chúng ta làm thôi. Cuộc đời chúng ta sống được 100 năm thì chúng ta hết 1/3 trong đó là để chúng ta ngủ rồi. Nên là các bạn thấy cái giấc ngủ nó quan trọng và nó chiếm hết 1/3 của cuộc đời của chúng ta. Cái quy luật tự nhiên này chúng ta phải nắm và chúng ta phải biết được, và đó là lý do mà nhiều người họ không có tuân theo quy luật tự nhiên này, họ không giúp cho họ có một cái giấc ngủ tràn đầy, họ không giúp cho họ có một cái nguồn năng lượng tuyệt vời mỗi một ngày mới. Họ cứ mãi mê đi làm việc, đi nhậu nhẹt, đi xây dựng mối quan hệ, mà họ quên rằng hãy chăm sóc cái giấc ngủ của mình, chăm sóc cái bản thân của mình. Người nào mà biết chăm sóc bản thân của mình, chăm sóc giấc ngủ của mình, thì chắc chắn những con người đó họ sẽ biết quý trọng những người xung quanh họ. Bởi vì nếu chúng ta không biết quý trọng những gì chúng ta đang có, thì chúng ta nói rằng chúng ta quý trọng những cái điều khác là cái điều đó là điều không thể. Điều đó là điều không thể. Bởi vì bạn không có cái năng lực đó, bạn chưa làm được cái việc đó. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream rất là nhanh buổi sáng hôm nay. Bạn có thể bấm vào like, bấm vào subscribe. Bạn nào bên kênh YouTube thì ngoài cái chuyện mà bấm vào cái nút đăng ký thì các bạn bấm vào cái chuông nữa. Để khi mình livestream thì nó hiện đến nhà các bạn. Các bạn bên Facebook thì các bạn bấm vào cái nút theo dõi livestream để gì để khi mình livestream thì nó bật lên. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày thứ bảy tốt lành. Chúng ta sẽ gặp bạn vào những cái livestream sau nhé. Bye bye các bạn.